việc gì mà bà đã lòng thôi thúc của bà mà phải từ ở Sacramento, không phải bỏ cái công việc của mình mà để xuống tới đây mà để giúp cho đồng hương là làm những cái này. Thưa quý vị, bữa nay là cái ngày đầu tiên của waiting list của quận Cam đã mở ra lại. Và quý vị cũng nhớ hơn 15 năm về trước, văn phòng của Jen cấp lúc đó chúng tôi là một người giám sát viên, cũng đã giúp cho, đã mở một cái bữa một cái application như bữa nay. Lúc đó hơn 50.000 người đã ghi danh đi bỏ lên cái list của cái application. Và trong 15 năm qua đó, từ hồi quận Cam, lúc mà chúng tôi cũng là giám sát viên thường nghị sĩ thành phố San Antonio, thành phố Garden Grove Housing cũng mở và văn phòng của Janet cũng giúp. Sau cái việc này đó, một cái việc mà Janet biết là cộng đồng chúng ta và cư dân của địa hạt 36 và quận Cam cần rất là thiết. Và sau chúng tôi mỗi lần mà có cái quận nào, có cái cơ quan nào mà mở cái housing list thì chúng tôi sẽ giúp cho quý đồng hương. Và sau cái này là một cái mà mình thấy là một cái number one cần giúp nhất ở trong quận Cam. Cảm ơn bà thượng nghị sĩ rất là nhiều. Thưa bà, thì trong quá khứ cũng như là cũng có bà đã giúp rất là nhiều nhiều người. Đây là chắc có lẽ là đồng hương mình không ai mà quên được cái khuôn mặt và cái những cái cử chỉ của bà đã làm vừa qua trong cái thời mà Lâm Nguyên nhớ không lầm là cái thời của bà là làm bà là làm giám sát viên không, đúng không? Dạ đúng. Là giúp rất là nhiều người. Dạ. Thưa bà, thế này thì mặc dù đường xá xa xôi hoặc là công việc đó bỏ với nhang dở nhang gì, bà có cảm thấy là bà có vui hay là bà vui hay là bà mệt mỏi vậy bà? Thưa anh và thưa quý vị, cũng biết là mỗi tuần Janet bay lên thủ đô Sacramento và mình trở về lại đây. Và không sao, cái việc làm này là việc làm mà Janet rất là thích và rất là muốn làm. Because cái việc làm này đó, nó ảnh hưởng đời sống của mỗi người trong địa hạt. So cái này là rất là quan trọng. So even if Janet mà mệt đó, Janet cũng sẽ làm và sẽ giúp cho quý đồng hương. Because cái đó là một cái vai trò của một người dân cử như Janet. Và quý vị đã thấy hơn 15, gần 20 năm qua rồi, quý vị đã thấy cái việc làm của Janet không có lúc nào mà quên cộng đồng và quên cư dân của địa hạt mà chúng tôi đang đại diện. Cảm ơn bà thượng nghị sĩ rất là nhiều. Một lần nữa cầu chúc cho bà được nhiều sức khỏe để mà phục vụ cho đồng hương và cử tri của mình, trong hạt của mình cũng như là ngoài đi hạt của mình cũng phải giúp đi, tại vì đồng hương của mình mà. Cái này là không phải cho trong cộng đồng Việt Nam chúng ta không, cái này đã cho hết quý vị cộng đồng nào cũng được hết á, cần tiếng Anh hay là tiếng Việt Nam á, thì chúng tôi văn phòng sẽ giúp được. Sau này sau cùng thì Lâm Nguyên muốn xin hỏi bà là cái này, cái chương trình này nó chừng nào nó mới kết thúc, bà có thể cho mấy tuần nữa. Thưa anh và thưa quý vị nào mà sau bữa nay mà không có tới đây được mà cần văn phòng của Jen giúp được giúp đỡ, xin quý vị gọi văn phòng là 714-374-4000, 714-374-4000. Cảm ơn bà thượng nghị sĩ rất là nhiều, một lần nữa xin chúc bà được nhiều sức khỏe, tiếp tục cuộc hành trình của mình để giúp cho đồng hương của người Việt Nam của chúng ta. Xin cảm ơn anh và xin kính mời quý vị. Cảm ơn bà thượng nghị sĩ. Nhưng mà nếu có ba con nữa đó mình
Chú chờ điện đơn. Chú chờ, chú có điện xếp hàng chú. Không, nghe Tâm Nghĩa vô đây. Điện đơn rồi. Đã có đơn chưa? Chú sao vậy? Thank you.
Kính thưa quý vị, đó là bà thượng nghị sĩ Trang Đức Nguyễn. Lâm Nguyên cũng muốn lấy cái hình để mà giữa hơi bà giữa hơi bà Trang Đức Nguyễn và người đồng sự của bà. Quý vị thấy là hồi sáng giờ là coi như là bà thượng nghị sĩ làm việc coi như cũng thấy vất vả lắm đó, rất là vất vả vì đồng hương, vì cử tri hả. Ok, cảm ơn bà rất là nhiều nha. Hơn 100-200 người đứng chờ từ sáng sớm. Có người tôi hỏi, có người cho biết là họ đến đây chờ từ 1:30 sáng ngày hôm khuya hôm thứ hai. Wow. Đó, họ đã chờ và liên tục cho đến bây giờ là khoảng 2 giờ trưa mà chúng tôi thấy cái đứng cái hàng ở bên ngoài cũng rất là đông. Thành ra thượng nghị sĩ có thông báo tôi biết trước là anh Phát ơi, theo cái kinh nghiệm của thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, khi mà bà còn làm giám sát viên của Cam để hạt một đó, thì hồi đó 10 năm trước bà cũng có làm những việc như vậy và cả ngàn người đã đứng chờ. Thành ra cái dự đoán của bà rất là đúng. Tôi thấy là người ta cứ liên tục đến để nhờ được cái sự giúp đỡ. Thì thượng nghị sĩ Janet Nguyễn là người đã có cái lòng như vậy, đương nhiên chúng ta tất cả mọi người đều phải có cái lòng, cũng cùng có lòng giúp. Tôi thực sự ra tôi dự định là làm riêng với lại cộng đồng đứng ra tổ chức làm, nhưng mà khi mà biết được thượng nghị sĩ làm thì tôi bỏ cái chương trình tôi ra đến đây để yểm trợ cho thượng nghị sĩ Trần Đăng Nguyễn. Tôi được biết rằng có nhiều phòng khác cũng làm nhưng mà không có được đông như thượng nghị sĩ Trần Đăng Nguyễn. Thành ra đó là lý do mà thượng nghị sĩ nói tôi là nên đưa người đến cái chương trình của Trần Đăng Nguyễn vào ngày hôm nay làm tại QT Marketplace. Chỗ này nó rộng rãi đó, thì ở đây chúng ta có thể mà tiếp đón được rất nhiều đồng hương anh. Cảm ơn ông rất là nhiều. Bên cạnh đó thì cái chương trình này ông có thể cho một lần nữa, thì ông có thể cho biết là nó sẽ kết thúc vào tháng nào và ngày nào? Tháng 9 này, thưa anh và thưa đồng hương, là nó không có theo cái thứ tự là ai điền đơn trước thì sẽ được ưu tiên, mà họ theo cái tiêu chuẩn là thứ nhất là ưu tiên cho những cái người cựu chiến binh, kế đến là ưu tiên cho những người thật là cao niên và những cái người bị khuyết tật. Ví dụ như chúng ta bị tai biến mạch máu não không có thể đi làm được thì họ sẽ ưu tiên cho chúng ta những đó, nhưng mà chúng ta phải có giấy bác sĩ chứng nhận là chúng ta có những cái trở ngại về khuyết tật như vậy. Đó là những ưu tiên mà chúng tôi được biết. Và thứ ba, cái ưu tiên cuối cùng là sinh sống ở trong cái địa bàn của Orange County Housing, tức là trong rất nhiều thành phố ngoại trừ 3 thành phố là Garden Grove, Anaheim và Santa Ana. Không phải là vì họ kỳ thị, nhưng mà vì 3 thành phố này có chương trình housing riêng của họ. Và thành phố Garden Grove thì cuối năm 2024 hoặc trễ lắm đầu năm 2025 họ sẽ mở đơn ra một cái đợt đơn mới để cho những ai xin được thì xin. Thì họ năm nay quận Cam chỉ có ưu tiên cho, chỉ có chọn 12.000 người thôi theo báo ưu tiên vừa rồi. Thì nếu mà đông hơn 12.000 người nộp đơn thì lúc đó họ sẽ bốc thăm ai may mắn chúng cái số bốc thăm đó thì sẽ được giúp đỡ. Như vậy để tránh cho tình trạng như những năm trước đó là có tới mấy chục ngàn người đọc đơn, và nếu mà theo cái thứ tự ai trước ai sau thì có nhiều người họ chờ đến cả 10 năm cũng không được anh. Cảm ơn ông rất là nhiều. Kính thưa quý vị, có một cái câu hỏi mà nãy giờ hồi sớm giờ có nhiều người cũng có hỏi là thì nếu mà ngày hôm nay và tới cuối tháng 9 này là hết cái hạn thì những cái thành phố khác có thể là họ không được ngày hôm nay, giống như thành phố Garden Grove, Santa Ana và Anaheim. Thì như vậy thì trong tương lai ông có biết là ba cái thành phố đó có thể là tương lai có mở ra? Anaheim và Santa Ana thì tôi không biết, họ chưa có thông báo ra. Nhưng mà riêng thành phố Garden Grove thì họ cho tôi biết, bởi vì tôi là cựu nghị viên của phó thị trưởng thành phố Garden Grove, thì Housing Authority của thành phố Garden Grove cho biết là cuối năm 2024 hoặc trễ lắm là đầu năm 2025 họ sẽ có cái đợt mở đơn của thành phố ưu tiên cho cư dân thành phố Garden Grove để mà nộp đơn xin, thưa anh. Dạ, cảm ơn ông Phát Bùi rất là nhiều. Quý vị, Lâm Nguyên hỏi một câu này rất là xứng đáng, bởi vì
là hỏi đúng ngay người luôn. Đó là ông Phát Bùi, là cựu nghị viên và cựu phó thị trưởng của thành phố Garden Grove. Cảm ơn các ông rất là nhiều. Vâng, trước khi tức là tôi xin trả lời một câu chót mà rồi anh cũng hỏi, đó là còn cái cuối tháng lần này chúng ta nộp đơn tới ngày 29 tháng 9 thì ai cũng có thể nộp được, chứ không phải nhất thiết là phải nộp đơn sớm ngày hôm nay. Thành ra có vị nào mà cần giúp đỡ vấn đề điền đơn thì cứ liên lạc với số điện thoại của tôi 714-713-4079. Tôi có thể giúp cho quý vị điền đơn qua điện thoại được bằng cách là lên trang mạng của Orange County Housing giúp quý vị điền đơn rất dễ dàng. Cảm ơn ông rất là nhiều. Kính thưa quý vị, vừa qua là những lời phát biểu chia sẻ với của ông Phát Bùi. Xin cảm ơn tôi xin làm việc tiếp để giúp ông cái người. Cảm ơn ông rất là nhiều ha. Chúc ông gặp nhiều may mắn. Cảm ơn anh đã cho tôi cái lời tâm sự và chúc những người nào nộp đơn sẽ được nhiều may mắn. Rồi, cảm ơn ông rất nhiều. Xin thân ái kính chào ông. Đây, kính thưa quý vị, đây là cảnh trong những người nhân viên, những người giúp để mà điền đơn. Để mà tiếp người như cử tri để mà đến để mà ghi apply, có nghĩa là điền đơn để mà xin oxy. Janet Nguyễn cũng đích thân cũng làm việc giống như những người khác để mà điền đơn cho quý đồng hương, quý vị. Bây giờ người ta có mấy cái câu hỏi chú, thì họ đã hồi nhỏ cái tên cái tên